Chúng ta đã quá quen với những cách nấu ăn thông thường để chín thức ăn, nhưng bạn có tin rằng nếu như món ăn bình thường của chúng ta hàng ngày được nấu theo một cách điên rồ khác thì nó sẽ tạo ra một cực phẩm không? Có thể bạn sẽ thực sự sốc hoặc những cách chế biến này có thể khiến bạn phát điên, nhưng chúng tôi cũng tìm thấy một số mẹo và thủ thuật thực sự thú vị mà bạn có thể cần trong trường hợp khẩn cấp. Với những gì đã nói thì hãy cùng khám phá với chúng tôi một số cách điên rồ nhất để chế biến thức ăn nhé! Trứng ngâm nước tiểu. Bạn có thể đã nghe nói về tình yêu của Trung Quốc đối với sự kỳ quái hoàn toàn khi nói đến thức ăn đường phố. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ từ bọ cá chiên giòn đến đậu phụ thối. Nghe có vẻ là không ngon cho một số người, nhưng nó không là gì so với trứng ngâm nước tiểu đâu. Đây là một đặc sản ở một nơi gọi là Sơn Đông Trung Quốc. Là một món ăn phổ biến mà có rất nhiều người yêu thích, thậm chí có thể ăn 10 quả mỗi ngày các bạn ạ. Trứng được ngâm trong nước tiểu của các cậu bé khoảng 10 tuổi trở xuống, vì nó có chất gì đó trong nước tiểu được cho là rất ngon. Sau đó chúng được làm nóng lên trên bếp. Sau khi trứng được đun sôi, bạn bẻ vỏ của chúng một chút và sau đó đặt chúng trở lại vào chảo, thêm nước tiểu mới lên trên. Nước tiểu được thu thập bởi những người bán hàng rong, những người cung cấp xô cho trẻ em đi học trong giờ nghỉ. Nếu bạn đang tìm kiếm món đồ để thử thách ăn uống thì đây là món tiềm năng đấy. Còn nếu là mình, chắc chắn mình sẽ không dám thử đâu. Sữa mẹ Gaga. Chủ sở hữu của quán kem này ở London, tên là Ice Creamies, đã nghĩ ra ý tưởng cho một hương vị kem đang thu hút nhiều sự chú ý. Nó thậm chí còn thu hút sự chú ý của Lady Gaga vì sự gần gũi tên của nó. Đặc biệt hơn, đó là một loại kem được làm từ sữa mẹ. Hương vị đặc biệt này được gọi là Baby Gaga, có vỏ chanh vani chanh và sữa mẹ. Khá đắt tiền, một phần kem được bán với giá là 22,50 đô la, tương đương với 520.000 một cái. Mặc dù nghe có vẻ như là một điều xui xẻo khi ăn kem làm từ sữa mẹ và bạn có thể không nghĩ nhiều người sẽ thích nó, hương vị đã bán hết rất nhanh. Matt O'Connor, chủ cửa hàng kem đã trả cho 15 bà mẹ khoảng 20 đô, tương đương với 460.000 3 lít sữa, và cũng cho biết một số điều thú vị như sữa mẹ là hữu cơ và miễn phí. Chúng tôi không biết về kem nhưng nó được cho là có tất cả các loại lợi ích sức khỏe, bao gồm ít chất béo và ít đường. Mọi thứ đều được hội đồng thành phố chấp nhận để bây giờ hương vị được bán trở lại. Bạn có muốn thử không? Bia mông gà. Đây là một cách thực sự thú vị để làm một con gà trong lò trở nên thực sự ngon ngọt và ẩm ướt bên trong. Có vẻ như nó không thực sự, nhưng việc mở một lon bia và đưa nó vào mông con gà được làm sạch sẽ, tạo ra một nồi hấp bên trong. Khi gà nấu, hơi nước nấu từ bên trong và gà đã được nướng từ bên ngoài. Cho một ít gia vị yêu thích của bạn và trà hoặc thậm chí là nước sốt thịt nướng. Phần khó khăn là làm thế nào để cho nó đứng lên trong lò, nhìn cũng rắc rối lắm đấy. Hangi. Hangi là nơi ở Thái Bình Dương, nơi một cái hố được đào. Sau đó nhiều viên đá được đặt trên các mặt cắt ngang của gỗ và sau nữa là nhiều gỗ hơn được đặt trên những tảng đá đó. Và cứ thế cho đến khi bạn có một đống gỗ và đá lớn đẹp. Gỗ sau đó được thắp sáng bằng những tảng đá nóng lên từ đống lửa tiếp theo. Trong khi những viên đá đang bị quá nhiệt, thức ăn được chuẩn bị giỏ dây được sử dụng với các loại thịt, được đặt dưới đáy và rau củ trên đỉnh. Và sau đó, giờ được đặt trên các tảng đá. Nó nhanh chóng được bao phủ bởi bao tải ướt sau đó đất và thức ăn còn lại để nấu trong 3 đến 4 giờ. Nghe có vẻ khá thô nhưng hangi có thể là món ăn ngon nhất bạn từng ăn vì lý do là tất cả các món ăn được hấp cùng nhau. Thịt được nấu chảy mỡ ra và nước ép trên đá sau đó được chuyển thành hơi nước để nấu chín toàn bộ bữa ăn. Làm kem với đá khô. Hóa ra là bạn đóng kem càng nhanh thì các tinh thể băng càng nhỏ hình thành. Điều đó tất nhiên có nghĩa là bạn sẽ có kem thật sự. Bạn cũng có thể không có máy làm kem và với công thức này, bạn không cần. Nhưng trước khi bạn thử làm việc với đá khô thì có thể nguy hiểm và bạn không thể đi lấy một miếng đá khô. Điều đầu tiên bạn muốn là nghiền đá giữ đá trong túi ban đầu và bọc nó bằng một miếng vải đặt trên bề mặt cứng và vỡ thành những mảnh nhỏ hơn. Sau đó thì lấy những miếng đá khô nhỏ và cho vào máy xay hoặc nghiền thức ăn. Điều tuyệt vời theo nghĩa đen là đá khô khi trộn thành bột, đặt hỗn hợp kem ban đầu vào máy trộn và sau đó đổ thật chậm bột đá khô vào. Khi kem có nhiệt độ phù hợp thì nó đã sẵn sàng, đặt nó vào trong một cái hộp đựng và bảo quản trong tủ đông. Kết quả cuối cùng là kem lạnh mịn và ngon nhất mà các bạn sẽ từng thử đấy. Nấu ăn bằng tre. Bạn không bao giờ biết khi nào kiểu nấu ăn này có thể có ích cho đến khi thử.
bạn sẽ thấy. Hóa ra chè đa năng hơn bạn tưởng. Với bất cứ thứ gì bạn có thể nấu trong nồi kim loại đều có thể nấu bằng chè. Chỉ một vài phần của chè, bạn có thể biến thành nhiều thiết bị nấu ăn khác nhau. Điều đáng nói về chè là nó có nhiệt độ cháy cao hơn nước. Nếu bạn đã từng cắt chè mở, bạn sẽ nhận thấy có những khoảng rỗng bên trong. Chỉ cần cắt một mảnh chè có đường kính 5cm hoặc lớn hơn. Nếu bạn có thể tìm thấy nó một vài cm bên dưới các đút hoặc khớp, sau đó cắt phần trên cùng, và bạn sẽ có một nồi hơi. Bạn cũng có thể đặt bất kỳ loại thức ăn nào bên trong chè và làm nóng nó ở bất cứ đâu. Bạn cũng có thể sử dụng nó để đun sôi nước để uống từ hai buồng chè và đặt một lỗ nhỏ ở dưới cùng của buồng trên cùng. Và bây giờ, bạn có một nồi hấp. Điều này là hoàn hảo để nấu bất kỳ món cơm nào. Khi nó sẵn sàng để ăn, hãy tắt lửa và tách ống ra. Chè cũng có thể được sử dụng để làm xiên để nướng. Một điều thực sự tuyệt vời khác khi nấu ăn bằng chè là khi bạn hoàn thành nó thì chỉ cần ném nó vào lửa. Thế là xong. Là thức ăn. Có rất nhiều ý tưởng điên rồ và nấu thức ăn bằng bàn ủi quần áo là một trong những top đầu trong danh sách này. Thánh Ăn Công Sở đã có một video hướng dẫn nấu ăn bằng cách này. Bạn có thể dùng bàn la để làm một chiếc bánh sandwich phô mai và sau đó bọc nó trong giấy bạc. Sau đó lấy bàn ủi nóng của bạn và đặt lên trên giấy bạc cẩn thận để không bị cháy khách sạn. Tiếp tục ủi bánh sandwich bọc giấy bạc cho đến khi nóng. Khi bạn ăn thêm một ít thịt xông khói, chỉ cần đặt thịt xông khói bên trong giấy bạc và để bàn la ở nhiệt độ cao. Và đảm bảo rằng giấy bạc đã bịt kín các đầu thật tốt và đổ thêm dầu mỡ vào một thùng chứa từ một góc. Bạn cũng có thể đẩy phần tay cầm xuống làm cho mình một cái chảo nhỏ và bạn có thể nấu bất cứ thứ gì. Và nếu bạn có một máy pha cà phê trong phòng khách sạn thì bạn có mọi thứ bạn cần cho một bữa sáng chỉn chu rồi đấy. Kopi Luwak. Có một sinh vật nhỏ sống trong rừng Sumatra. Sinh vật này được gọi là mèo cầy lẻn vào đồn điền cà phê và chỉ ăn những hạt cà phê anh đào. Tuy nhiên, nó không thể tiêu hóa được và cuối cùng nó đã thải ra những hạt cà phê. Những cục phân nhỏ này sau đó được người nông dân trồng cà phê nhặt lên và sau đó rang và xay đậu. Về cơ bản, đó là cà phê phân mèo và là một trong những loại cà phê đắt nhất trên thế giới. Cần lưu ý rằng việc buôn bán đã trở nên tàn khốc và bây giờ, trồn đang bị ép ăn anh đào sản xuất sản phẩm. Giá cho một tách cà phê Luwak cà phê là 35-80 đô la và một túi hạt cà phê 1 pound có giá 100-600 đô la. Ở Việt Nam chúng ta cũng sản xuất loại cà phê này đấy. Và nó được biết đến với cái tên khác là cà phê trồn. Nấu cá hồi trong máy rửa chén. Đây phải là cách kỳ lạ nhất và thực sự là cách điên rồ nhất để nấu món gì đó. Nhưng tại sao bạn lại nấu một con cá hồi trong máy rửa chén cơ chứ? Không ai biết, nhưng có người đã làm điều đó. Máy rửa chén làm nóng nước đủ nóng để chín tới. Chỉ cần bọc chặt trong giấy bạc và đợi đến lúc nó nóng nhất. Nếu có ai đó thực sự thử điều này hoặc đã thử phương pháp này cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé. Nướng bằng năng lượng mặt trời. Có nhiều đầu bếp cần đeo mặt nạ hàn trước khi sẵn sàng để nướng vỉ nướng. Nhưng một người đàn ông 60 tuổi đến từ Thái Lan tên là Sila Sutharat cần được bảo vệ vì phát minh của mình. Ông ấy có ý tưởng xây dựng một gương phản xạ có thể nấu thức ăn. Ý tưởng này xuất phát từ một tình huống khi ông ấy bị bỏng do nhiệt phản xạ từ một chiếc xe buýt đi qua. Gương phản xạ mặt trời của ông ta là một phát minh tuyệt vời mà Sila đã cài đặt và nhắm vào mỗi một trong số 1.000 gương 38x13cm trên một khung sắt cong mà ông ta tự chế tạo. Các tấm và gương sau đó được điều chỉnh để tập trung ánh sáng mặt trời vào khung nướng giữ thịt. Có vẻ như đó là một ý tưởng điên rồ sẽ không bao giờ hoạt động và người dân địa phương nói với ông ta rằng không thể nấu theo cách này. Vâng, không chỉ có thể mà bếp nướng gương này còn có thể nấu cả con gà 1,2kg chỉ trong 12 phút. Ông Sila cho biết, bếp năng lượng mặt trời của ông tạo ra nhiệt độ cao tới 312 độ C. Khi anh ấy nấu ăn, thịt nướng bằng mặt trời tỏa ra mùi thơm và da của nó thật là giòn. Có ai đói không? Nói về việc Sila và vợ sở hữu các video về gian hàng thực phẩm của mình về món nướng năng lượng mặt trời của anh ấy đã lan truyền trên mạng. Và đột nhiên, tất cả mọi người từ khắp Thái Lan đã đến thăm gian hàng của ông ấy ở tỉnh Phetchaburi, nơi bạn có thể mua gà Soler của ông ấy. Sila đã nấu thịt như thế này trong 20 năm nay. Mọi người nói rằng thịt gà của anh ta rất ngon và không bị cháy. Quan trọng hơn là không có mùi như than. Sila và vợ hiện đang nấu 40 con gà và những miếng thịt lợn khổng lồ mỗi ngày chỉ để phục vụ cho khách của họ.
Tất nhiên, điều tuyệt vời là ở Thái Lan, khí hậu nhiệt đới ngột ngạt, mặt trời luôn chói chang, là nguồn năng lượng sạch và bền vững. Nếu bạn ghé thăm Thái Lan, hãy ghé thăm gian hàng thực phẩm tại Chom Sakhe, Muang Phetchaburi ở Thampon Nom Sano. Bạn có muốn thưởng thức những món ăn tuyệt vời này không? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở bên dưới phần comment nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé! Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!